Thùng cho chuyện yêu thương. Ai cần đến lấy, có muốn thêm xin cứ tự nhiên. Đỉnh của chó không chú? Đi. Hai thùng này ngồi sau chắc em cầm chưa đúng không? Ôm luôn. Này. Hả? Cho bố mở hàng. Bố em mới là đỉnh của chóp ấy. Lên đường, lên đi, lên. Đi cẩn thận. Dạ. Đi nào. Bố Tư. Có một người đàn ông đã đi khắp trên thế giới và nói rằng bài học lớn nhất ông nhận được trong suốt hành trình của mình chính là sức mạnh của niềm hy vọng, sức mạnh của sự đồng lòng và sức mạnh của tình yêu thương. Trong những ngày đại dịch này, hy vọng, đồng lòng, yêu thương và một ý thức cộng đồng mạnh mẽ chính là thứ chúng ta cần để vượt qua khó khăn. Và đó chính là lý do một chiếc thùng nhỏ mang tên thùng trao chuyển yêu thương được đặt dưới gốc gạo của làng Yên chúng ta đấy ạ. Trong cuộc chiến mà không một ai bị bỏ lại này, thì ngay cả những người khó khăn cũng không thấy mình cô độc. Chúng ta giữ khoảng cách, nhưng là để bảo vệ nhau, nhất định xa mặt mà không cách lòng. Hãy để điều đẹp đẽ đâm chồi từ những khó khăn. Hãy để yêu thương đẩy lùi thách thức. Cần. Gì đấy? Vài hôm nữa là không phải mua thực phẩm nhá. Ừ. Ôi giời. Khẩu trang mày đâu? Khẩu trang cái gì? Âm tính rồi. Đừng có chủ quan. Mày mua lương thực dự trữ đấy à thằng Âm? Ờ. Mua đủ dùng thôi. Nước mình thiếu gì lương thực? Rau này. Đa dạng thế. Trứng này. Thịt này. Quất, có phải mày lấy những cái thứ này để ở cái thùng đầu làng phải không? Đâu, ông bị điên à? Mày còn cãi à? Trứng này, thịt này là chính tay tao mua để ủng hộ cơ mà. Sao nó lại chui về đây? Của ông à? Ơ chị, mày... Đứng lại! Lâu tao không gặp mày tưởng rừng xanh vắng chủ à? Cầm toàn bộ những cái này để lại cho cô ngay! Tao mất lòng! Alo bố à, con đang ở gốc cây, hình như có người lấy trộm hết đồ rồi bố ạ. Thì trước lúc con đi vệ sinh, ba thùng vẫn còn đầy. Sau khi con quay lại, không còn một cái gì nữa, chắc chắn là có người lấy trộm. Vâng, lát con về nha bố nhá. Lọc thế. Để lại chỗ cũ cho đây. Rồi. Có cơm chưa? Mày là bố tao hay là em tao đấy? Láo nháo tao lại cắt cả cháo lên cơm bây giờ. Ăn đi. Kính chào bà con làng Yên. Chúng ta đang sống trong những ngày thật đặc biệt. Phải sống chung với dịch bệnh và không ngừng chiến đấu với nó. Ngay lúc này, việc khó khăn nhất là cố gắng không đổ lỗi cho bất cứ ai nếu như biến cố xảy ra. Và hôm nay, khi chiếc thùng trao chuyển yêu thương bỗng trở nên sạch bách, cháu đã cảm thấy rất thất vọng. Thật sự cháu đang muốn truy tìm kẻ đã lấy đi bữa cơm của biết bao nhiêu người khốn khó.
trong cháu đang có sự bực bội và đổ lỗi cho sự ích kỷ, tham lam của một ai đó. Nhưng rồi cháu nhận ra, có những người ích kỷ lấy đi thì cũng sẽ có những người lặng lẽ lấp đầy. Đó lại chính là anh thanh niên mà thường bị coi là quấy rối, vô tích sự. Hôm nay anh đã mang đến một sự nhân hậu và thiện lương. Anh ấy khiến cháu thấy mình trở nên nhỏ mọn, thấy mình cần công bằng, cố gắng và khách quan hơn khi nhìn nhận một ai đó. Và quan trọng nhất, cháu nhận ra trong đại dịch này, tuy chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, bù lại chúng ta lại thấy được biết bao tâm hồn đẹp, nhân cách đẹp. Và đó thực sự là những điều quý giá trong cuộc sống. Cảm ơn anh thanh niên mang tên loại hoa quả rất chua mà em biết. Alo, alo. Mày thấy làm người tốt trưởng chưa? Không quen. Này, cho miếng giò này.